nhiều giải cao trong các cuộc thi cheerleading, mà còn một điểm vô cùng đặc biệt là rất nhiều các thành viên của đội cheerleading là cựu sinh viên của trường đại học Ngoại thương. Dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết để có mặt trong sân khấu của đêm gala kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Ngoại thương của chúng ta ngày hôm nay. Hãy dành cho các em một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thưa quý vị, các thầy cô và các bạn.